Đây, tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tôi làm một clip gồm một lô mồi nha mọi người. Thì lô mồi này là mồi của Gabalat. Thì hàng này thì mới 100% nha, chưa qua sử dụng. Rồi, để vô shop vô cụ thể từng mạng, từng con cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi clip sắp lên thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Sẽ là lên cho mọi người bốn con đầu tiên. Bốn đầu tiên là bốn con thề nha mọi người. Cũng con thề của hàng Admit. Thì mọi người cứ search những cái tên này nè và lên YouTube là nó sẽ ra các sình của con mồi liền. Đó. Đây. Có lữ đầy đủ, về được 4 màu. Thì giá công khai là 130k một con nha mọi người. Đó, 130k một con. Thì lô này sẽ đồng giá là 130k một con hết. Được 4 màu. Đó. Mọi người cứ nào chốt. Tiếp theo vào đây. Ở đây là mẫu cái này. Mẫu này thì nãy có search lên YouTube thì thấy cái này nó quay quay á, nhìn đã lắm. Thì cái này cũng Mỹ về. Đây, rồi chút đây. Có lử luôn. Đó. Thì con này nó là 1 phần bao dắt tầm khoảng 9 gram nha mọi người. Con này 9 gram, con số 4 tầm khoảng 9 gram. Đó. Cũng là 130k luôn. Mấy con này là số 5. Số 5 là nó 1 phần 2 dắt tầm 14 gram. Đó. Vậy cũng được 5 màu. Đó. Thì nó này về thì chả biết câu gì luôn. À, anh em nào câu qua thì để lại bình luận giúp shop nha. Đó. Rồi. Trên đây là những con mồi của hãng Gabala. Thì Gabala thì đây. Đây là một con F3, Gabala F3. Thì anh em cứ search cái này lên YouTube hoặc là Google thì nó sẽ ra cái sừng của con này. Thì con này nó dài là 3 cm, nặng là 2 g nha mọi người, nặng 2 g. Thì con này nó sẽ là nó nặng từ 0.6 đến 1.2 m. Mồi mới 100% nhé. Con này mã số 10. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 130 nha mọi người, 130k một con cộng ship nhé. Đó. Mồi khá đẹp. Đây là con F3. Mã số 10. Mã số 10 rồi mã số 12. 11. 11, 12, 13, 14 là chung mã F5 hết nha. Đây. Mà F5 này thì về được 5 con. Thì con này nó sẽ nặng là 3 g, dài là 52 cm, nó lặn là từ 0.9 đến 1.5 m. Đây, vậy sẽ về được 4 màu, 11, 12, 13, 14 và 15. Đó, thì anh em cứ xem ưng màu nào chốt màu đó. Tiếp theo là 16. 16 thì về được chỉ có một con này thôi. Đó, trong suốt. Thì con này sẽ dài là 6 g, dài là 6 cm, nặng là 3 g thôi. Mồi khá đẹp, mồi mới 100% nhé, của anh Gabalat. HG6. Đó. Giá cũng là 130 nha mọi người. Trung F thì lên. Tiếp theo vẫn là một con mồi nặng 4 g. Con này nặng 4 g nhé. Đó, giá cũng là 130, dài là 66 cm, thì nó lặn là 0.6 đến 0.9 m. Này săn cá chẽm, mấy con cá hanh rất là ok nhá. Mã số 17, 18, 18, 19, 20, 21. 18, 19, 20, 21 là 4 con này nó trùng mã là F7. Đây. 18, 19 và 20, 21. Thì những con này nó dài là 7 cm, nó nặng là 4 g, thì nó lặn là từ 0.9 đến 1.5 m. Đó. Đó. Mồi của Gabalat màu cũng khá là ok, khá là đẹp. Giá 130 nha mọi người, 130 cộng ship nhé.
giá khá là ok luôn. Tiếp theo qua đây, đây mấy con này đi xem. Mấy con đây. Mã số 20 22 23 24 25. Đây là chung mã nha mọi người. Đây. Thì những con này nó sẽ dài là 8 cm, nó nặng là 6 g, nó nặng từ 1.2 đến 1.8 m. Có con này nó xúc hợp nó ra đây, hãy cho mọi người xem. Thì cái này về được 5 mạo nha mọi người, 5 mạo. Đó. Thì mọi người cần thì báo shop shop chụp hình cận cảnh lại cho nhé. Màu tay rơ khá đẹp. Tiếp theo ở đây, mã số 28 27 28 29. Đây còn dư một con H8 nè, thì 8 g đến 6, từ 8 cm đến 6 g. Ở đây F9 thì shop về được 5 con. Sẽ là đây. Mã 28 29 31 30 và 30 31 và 32. Thì những con này nó sẽ nặng là 5 g, dài là 9 cm, nó lặn từ 0.9 đến 1.5 nha. Đó, F9. Mã số 32. Đó. Đây sẽ là mấy con mồi nặng 10 g. Nó dài 10 cm, nặng 10 g, nặng lặn từ 1.2 đến 2.4 m. Về được 1 2 3 4 5 6 6 con, có mã từ 33 34 35 36 37 và 38. Đây, lấy cho mình xem nó đây. Đó. Của Gabalat hàng mở 100%, giá công khai nó là 130k một con nha mọi người. H10 sót một con này là con H10 màu hồng, mã 39. Thì con này nó dài là 10 cm, nặng là 10 g, lặn từ 1.4 1.2 đến 2.4 m. Màu khá đẹp. Mã số 39 40 41 là những con dài là 11 cm, nặng 6 g, lặn từ 1.2 đến 1.8 m nước nha mọi người. Đó. Hai màu. Mã số 40 41. Mã giá cũng là 130 nha mọi người. 42 43 44 45 46, trùng mã. Những con này cái cuối cái đuôi nó có cái lông nè mọi người, nhìn rất là đẹp. 42 43 44 45 46. Đó, trùng mã nha. Những con này nó dài là 10 cm, nặng là 13 g, lặn là từ 1.2 đến 1.8 m nước. Đó. Thì nó có một con này để lấy ra cho mình xem. Cái con này đó. Thấy hợp đây rồi. Nói chung là mồi mới 100%. Mồi thì rất là đẹp. Đây, nó có cái đuôi nè, lưỡi rất là bén luôn. Lưỡi zin. Rồi giá vẫn vậy, giá vẫn là 130k một con nha mọi người. Đó. Mình ra bà lót. Đổ một bên. Tiếp lên đây. Đây thì cái loại này thì có hai mà hai con.
mã số 47 48 48 47 48 hai con đó. Hai này cũng khá là đẹp. Thì dài là 11 cm, nặng là 13 g. Nó lặn, con này lặn từ 0.6 đến 1.5 m nha mọi người. Hai con rất là đẹp luôn. Đó, giá cũng là 130 nhé. 130 cộng ship. Tiếp theo lên đây, những con mày mà này. Đó, đây. Đó. Con này thì nó sẽ là nó dài là 12 m, dài là 12 cm, nặng là 13 g, lặn là từ 1.2 đến 2.4 nha. À, từ 1.2 đến 3.4, 13 g, sẽ về được 49, 50, 51, 52, 53 và 50, 53, về được 5 con. À, mọi người cứ tham khảo, cứ ưng thì báo sắp sắp chụp hình cho ha. Này đi câu chẽm câu nhồng là ok. Mã số 54. 54 thì lẻ một con. Đây. À, chỉ có một con này thôi. À, nó dài là 12-13 cm, nặng 7 g. Nó lặn từ 1.2 đến 1.8 m nước. Mã số 55 và 56. Hai con này. Thì hai con này nó dài 14 cm, nó nặng là 18 g. Đây. Chung màu luôn. Rồi, giá công khai vẫn 130k một con nha mọi người. Tiếp theo con này, những con mồi này lắc 3 phút nè. Thì con này nó dài là 9 cm, nặng 7 g, lặn là từ 1.5 đến 2.1 m nước. Rồi, 130k một con. Mã số 57, 58. 58 vẫn vậy, 130. Con này dài 11 cm, nặng 9 g, lặn từ 1.2 đến 2.4 nhé. Con này thì mã số 59. Thì 59 thì nó dài là 9 cm, lặn từ 1.5 đến 2.1 đến 2.1 m nước, nặng là 7 g. Đó. Mã 60. 60 là một con cá này. Đó. Và rắc. Thì con này dài là 5 cm, nặng 9 g, lặn từ 2.1 đến 3.3 m. Giá là 130 nha mọi người, mã 60. 61. 61 đây. À, vẫn là một con cá. Thì con này nó dài là 5 cm. Nặng là 9 g. Lặn là từ 2.1 đến 3.3 m nước nha. Đó. Mã số 62. 62 vẫn vậy, nặng 5 g. 6 g, nặng 6 g, dài là 5 cm, lặn từ 1.2 đến 2.7 m nước. Rồi, mã số 62. 63. 63, 64 và 65. Đó. Thì 63 nó sẽ dài là 5 cm, nặng 9 g, lặn từ 2.1 đến 3.3 m nước. Giá cũng là 130, 63. 64 đây. Đó. 7 cm, nặng 14 g, lặn là 1.8 m. Mã số 65. 65 thì dài là 7 cm, nặng 8 g, lặn từ 1.5 đến 3.3 m nước. Con này khá đẹp. Mã số 66, 67 và 68. 66 là nó dài là 7 cm, nặng là 8 g, lặn từ 1.5 đến 3.3 m nước nha mọi người. 66. 68 đây.
180 con này nói chung nha. Đó. Cuối cùng là con 108 đây, nó nặng 7 gram, nặng là 12 gram, lặn là từ 2.1 đến 4.5 mét nước, con này lặn khá sâu, dài là 7 cm nha. Rồi giá công khai cũng là 130k một con nhé. Rồi cảm ơn mọi người.